ATM địa chỉ được đặt tại phường 16 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nó lớn quá thì hồi trước nó là bên thanh niên xung phong mà bây giờ nó ưu xin chỗ khác làm cái gì rồi. Là cả nhà hiện tại đều đang thất nghiệp. Dạ. Dạ rồi qua đâu mà cô biết cái chương trình ATM gạo thực phẩm này? Ủa coi tình cờ trên TV á rồi nó nói là ở đây cho đó, tôi cũng không biết nữa, tại tôi hỏi người ta chỉ tôi chạy xuống đây. Dạ. Rồi sao cô lại xúc động như thế này cô? Dạ tự khi tôi lại tôi xin thì nói là hết xíu rồi tôi thấy sao quá mà tự trên nó đạo xuống đây mà hết xíu thì ăn nỉ ở cổ xúc động gì đó vậy. Là cô đạp xe từ quận Gò Vấp qua đây. Dạ mất bao nhiêu phút cô nhỉ? Chắc cũng gần một tiếng tự qua khỏi Quang Trung rồi dắt đi lên nữa nè. Dạ rồi cô thấy những cái phần quà gạo như thế này nó có ý nghĩa như thế nào? Dạ, đâu cảm ơn lắm chứ trời, trong lúc khó khăn này cũng có được gì đỡ cái đó chứ. Dạ. Nhưng mà chương trình đã ban tổ chức đã tạo điều kiện để cô nhận được phần quà. Dạ. Mặc dù không có phiếu. Dạ. Thì cái niềm cảm xúc của cô như thế nào? Dạ tôi cũng cảm ơn của nhà tài trợ đã giúp đỡ cho những người dân nghèo như tôi trong lúc khó khăn gì là cũng rất là cảm ơn. Trong lúc học cái tiền mà có những cái này cũng đỡ được một hai ngày cũng đỡ được chứ. Yeah.